Alo, 1, 2, alo, 1, 2, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông ái ân anh đang chờ, mùa đông ấm êm anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mất tình lại buồn hay sao, khi anh đã chọn một đời yêu em. Dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho năm tháng vội phai, ta quen biết nhau khi ta xuân, ta yêu biết tha khi hè xa. Và khi thu đến anh gom ánh sao, cho đêm đêm ghép thành phương điểm, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm chẳng thành bình, mình không lẽ nói không sầu, và ta mãi mãi bên nhau. Xin kính chào các bác, hôm nay lại một video clip test một đoạn mic từ các bác ạ. Thì em quay gần camera gần đây cho các bác xem. Thì các bác có thể thấy là một bộ cấu hình cực kỳ gấu các bác. Em đang đứng cách mặt loa khoảng 1m20 phân. Em phải đứng soi các bác xem. Đó, một gang, em cứ soi các bác xem này. Một gang này, hai gang, ba gang, bốn gang. Và các bác, nó chỉ khoảng 1m2 đến 1m3 thôi các bác nhé. Và em đứng này trước mặt loa, và cái mic em hát cực kỳ bắt, không hề bị dội âm, các bác thấy không ạ? Và cái mic các bác không hề dội âm, các bác thấy không? Thì để có một bộ cấu hình nó tuyệt vời như vậy, đó các bác, em biết là bây giờ có rất nhiều thiết bị, có rất nhiều sản phẩm. Thật sự các bác ơi, đến bây giờ thì các bác, cái sự lựa chọn hàng bãi có quá nhiều các bác. Thì ai cũng muốn âm nhạc mà, nó là một cái gì đó nó không thể thiếu trong đời sống bây giờ các bác. Thì với những đợt mà Tết đến xuân về như vậy các bác, với những dịp Tết đến xuân về thì các bác có những bộ cấu hình vừa nghe vừa hát tình ca này các bác nhé. Nhấn lại các bác là nghe nhạc cực kỳ đỉnh luôn. Và khi các bác thích chuyển phát sang karaoke, nghêu ngao gia đình, thậm chí hát rất lớn, để mà em đánh giá một cặp loa này với một cặp loa Bose 501 CD 2 CD 3 của các bác, thì cái phân khúc tiền lắm, xem nhau các bác. Nhưng em khẳng định các bác luôn, các bác chơi mic tu mic one này các bác, đây cả mic tu và cả mic one, nó sẽ đỉnh hơn rất nhiều nếu các bác nghe nhạc. Và khi các bác karaoke tiếng bass nó cực kỳ lực các bác nhá, và dày mềm đặc trưng của loa Bass 40. Thì cặp loa này ở cái tình trạng đẹp xuất sắc, thì bây giờ em sẽ quay kỹ các bác. Đó, tiện thể thì em giới thiệu này, em cũng test cái mic cũng như là bộ cấu hình này luôn. Các bác nghe tiếng mic chắc, dày, ấm, và nó hòa quyện toàn đồ xịn các bác. Mic xịn, vang xịn và âm ly xịn, loa xịn các bác. Nó nghe rất dễ chịu, và em đã kết nối qua Bluetooth qua điện thoại của em. Thì các bác biết rồi, những dòng băng Nectar Mix 30 Plus bên em giá hiện tại bọn em cung cấp những cái dòng băng xịn các bác nhé, chỉ 1,6 triệu thôi. Và các bác thấy tiếng vang, tiếng mic, tiếng echo đó, em sẽ xịn tốt nhạc này. Em không mở nhạc nữa. Có thấy tiếng echo các bác tuyệt vời luôn nhé. Mà đây em chỉ để echo ở mức gọi là 70% nào các bác, chưa đến ở trên các bác 30%, chưa đến 50% nữa. Đây là 50% này, 12 giờ đó các bác. Em chỉ để tầm 30-40% thôi là tiếng mic nó rất bay bổng các bác. Thì bộ cấu hình này bao gồm cặp loa mic tu giá là 16 triệu đồng, cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác thích vừa nghe vừa hát cứ chơi bộ này cho em, cho các bác lưu giúp em.
và chiếc đi Samsung 607 mặt gương của các bác, Alpha 607 mặt gương, AU 607 Alpha. Để các bác cặp loa này thì chiếc đi này đánh với cặp loa này cực kỳ chất luôn đó. Và chiếc mic này giá chỉ có 5.400.000 đồng, 8 sò 250W, cực kỳ mạnh các bác nhá, lâu lớp nhưng mà chưa bao giờ các bác. Và các bác ghép với vàng nick hoặc là dòng vàng cơ nói chung, chiếc bộ cấu hình này rất tuyệt vời. Xin nhấn mạnh các bác là những đồ này các bác không thể ghép với vàng số, ghép vàng số nó sẽ đá, nó đá âm sắc nhỏ không hay các bác. Thì những chiếc vàng nick FX30 Plus, hiện tại các bác có những bộ cấu hình cũng kiểu của nghe và hát hay là những bộ cấu hình karaoke mà âm ly các bác, để tiếng vang vọng làm kém, trông rú rít làm kém. Các bác nhìn em đứng ngay trước mặt loa, đúng 1 mét tròn, em mở âm lượng rất lớn, phòng em phòng 100m2 đó các bác, cái cửa hàng em 100m2. Thì em nói như vậy, cái mic nó không hề thu tạp âm, chống rú chống rít của cái vang quyện với cái mic, nó rất tuyệt vời. Cái mic này em nói này nó sẽ không thu các bác nhá, nói này sẽ không thu các bác, nhưng em nói này sẽ thu đó các bác, thấy không ạ? Em nói này hiển nhiên nó không thu một tí nào vào mic luôn. Alo alo các bác thấy không ạ? Alo alo đấy các bác. Mặc dù cái mic mở rất lớn, nó nói này không thu, mà tay mic này chỉ có 600.000 thôi các bác. Mixua xin bảo hành 1 năm 1 đổi 1 các bác ạ. Và khi có rõ ràng cái giọng của em khi nói vào đây nó hay hơn, nó hay hơn rất nhiều khi em nói thẳng các bác ạ. Và em xin test một đoạn nhạc trước tinh và đoạn nhạc sống để các bác nghe bộ cấu hình này các bác ạ. Và một đoạn test karaoke và test mic như vậy nó đủ hiểu rồi. Một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát, chiếc âm đi giá chỉ 5.400.000 đồng, cực kỳ nặng, Samsung 607. Những chiếc âm đi này bây giờ thời điểm bây giờ có mua giá rất tốt các bạn nhá. Và cặp loa là 16 triệu đồng. Đây em sẽ tắt vào mic, em sẽ cầm camera các bác. Cặp loa mic 2 nó là chính là phiên bản tiền nhiệm của cặp loa mic 1 đấy. Với sự thành công rất là vang dội của mic 1 thì sau em nhớ không nhầm là cặp này nó những năm 90 đó, 90 92 thì đó các bác, là mic 2 các bác ạ. Thì tất cả những dòng loa này là made in Japan hết các bác nhá. Đó các bác. Nhiều bác đặt câu hỏi tại sao lại made in Japan mà lại là loa Mỹ. Thì bây giờ từ những năm 85 cho đến năm 90 95 đến mãi đến những năm 2000 trở đi thì tất cả những nhà xưởng 2003 trở đi các bác ạ, thì tất cả những nhà xưởng trên thế giới như The Nông này, những cái thương hiệu mà còn sống sót này, The Nông này, JBL này, Onkyo này, đó, hay là những chiếc âm ly của nhà Pioneer, đó, Luckman rồi thì Akufei, nó sản xuất made in China đó các bác. Đó thì chuyển hết sang Trung Quốc, nó giống như iPhone đấy các bác. Chuyển hết sang Trung Quốc và Samsung bây giờ chuyển hết sang Việt Nam các bác nhá. Nếu điều hiển nhiên, Mate 2 Mate 1 Genetic là của Mỹ, đó các bác, loa Mỹ và chỉ thị trường Mỹ có thôi. Đây những cặp loa hàng công Mỹ bọn em về đẹp tuyển chọn luôn, đẹp tuyển chọn nghe xuất sắc các bác nhá. Đó và bát quánh thì kinh lắm các bác. Các bác nghe nó quánh nhạc sống hay là những cái dòng nhạc mà có một chút cần tiết tấu mạnh các bác, nó quánh kinh lắm các bác. Này các bác. Sướng lắm các bác ạ. Và muốn chép kèn tai voi quánh tiếng chép lanh tanh sướng các bác, đặc trưng chép kèn. Thiết kế cái rãnh theo hướng dọc các bác nhá, âm thanh nó tỏa. Nó tỏa theo hướng 180 độ các bác. Rất hay luôn. Đánh chắc lịch, em để mức ở giữa hết các bác. Ở giữa hết các bác nhá. Quánh chắc lịch luôn các bác ạ. Với những bộ này thì nghe chuyên sâu và lúc nào thích đáp ứng nghêu ngao anh em vui vẻ. Hát trong gia đình, những cái phòng mà 3-4-5m2 trong phòng khách các bác hát rất tốt các bác nhá. Và nhấn mạnh các bác là không cần sử dụng súp. Các giải âm nó đã đầy đủ bởi vì loa nghe nhạc mà lại công suất lớn. Và cặp loa này 16 triệu, chiếc âm ly giá 5.4 triệu, vàng nick 1.6 triệu và một tay mic này có giá 600.000 đồng. Các bác lấy cả cặp này chỉ có 1.2 triệu. Đây là những cái giá rất là tốt. Mixua K SM8A các bác, đẳng cấp luôn. Alo 12467. Đứng ngay cạnh loa các bác hát thì còn vàng quá tốt luôn. Và các bác đặc trưng vàng nick xịn các bác nhá, nặng gấu. Vàng nick chặt, nó phải nặng và chặt chẽ như này các bác, nó không ọp ẹp. Và những dòng vàng nick FX30 Plus bên nhà em bán từ năm ngoái năm nay rồi các bác, không ai chê được đâu các bác ạ. Và đợt cuối năm này bọn em về để phục vụ các bác mic và vang khá là nhiều đó các bác nhá. Thì cũng chỉ còn vài tuần nữa thôi, 1-2 tuần nữa thôi là cũng dùng dịch Tết rồi. Là khoảng độ 23 hoặc 25 Tết là cũng không bán hàng được nữa các bác. Bởi lúc đó đơn vị vận chuyển người ta cũng không nhận nữa. Chắc là cùng lắm đến 24 Tết là tất cả các đơn vị vận chuyển người ta đều đóng cửa. Thì các bác cứ cố gắng thu xếp thời gian đến, có thể đến cửa hàng nhà em hoặc là đặt mua hàng online, gọi điện hoặc nhắn tin cho em qua cho anh một cái biển qua hai số này để các bác quên, nhưng không cầm cái biển ra. Đó, rất nhiều bác hỏi địa chỉ của nhà em ở đâu thì là các bác chỉ cần gõ lên trên YouTube, các bác gõ Tiến Dũng Audio đấy, Phúc Thọ và Tiến Dũng Audio Hà Nội nó ra ngay. Hoặc các bác có thể lên trên Google gõ chỉ đường các bác là Tiến Dũng Audio Thanh Đa này, hoặc là Tiến Dũng Audio Phúc Thọ này, hoặc
Tiến Dũng Audio Hà Nội nó đều ra ba cái chỗ này các bạn nhá, ba cái địa chỉ này. Đó các bạn, đây bởi vì đây là xã, đây là huyện, đây là thành phố các bác. Đó các bác gõ thì nó sẽ, cái từ khóa nó sẽ đến nhà em. Và các bác chỉ cần lên trên map Google gõ Tiến Dũng Audio, nó cũng có khi nó cũng nổi em lên đầu tiên các bác. Đó, và cửa hàng em là địa chỉ thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Địa chỉ em rõ trên biển và hai số điện thoại duy nhất. Đó các bác. Thì bộ cấu hình này em cũng xin kết thúc video tại đây. Đó các bác. Thì các bác có nhu cầu mua sắm những bộ cấu hình vừa nghe vừa hát như vậy trong đợt Tết này thì đang về hiện tại về rất là nhiều loa. Đây các bác, vẫn còn một cặp Mic One này các bác, hôm qua mới về hai cặp đấy các bác. Đây còn một cặp để ở trong nhà này các bác, rất là đẹp các bác nhá. Mic 2, Mic One thì đều tuyệt vời các bác ạ. Đó, Mic One thì đắt hơn 500, Mic 2 thì 16 triệu. Các bác có thể thấy là Mic 2 nó cho cái tiếng bass và tiếng tép cực kỳ đỉnh các bác nhá. Một số điều lưu ý các bác là Mic 2 thì nó lại có lỗ thông hơi, còn Mic 1 thì nó không có lỗ thông hơi. Đó các bác. Nhưng nói chung là cặp Mic 2 thì hay Mic 1 thì nó đều là những cặp loa đỉnh các bác ạ. Nghe hay lắm các bác, bass 40 mà là loa Zedictic, Mic 2, Mic 1 là huyền thoại các bác nhá. Những cặp loa này thời điểm năm ngoái năm kia thì giá toàn 18 đến 19 triệu thôi các bác. Những cặp đẹp xuất sắc này. Hay quá các bác ạ, đánh hay. Chắc lịch. Tiếng bass nó mềm nhũn, nó oánh sâu lực gọn các bác. Tiếng chép thì đánh lưu diu lanh tanh ở trên giải cao các bác. Trung âm thì ngọt ngào các bác ạ, một con trung dây lớn. Một cặp loạt quá tuyệt vời, oánh ở giải âm lớn, đánh ở cường độ lớn như vậy nhưng mà giải âm nó không lấn át. Nó rất là êm dịu và dễ chịu, nó giống như kiểu bốt 601 hay bốt 301 thì quánh to thì vẫn rất dễ chịu các bác nhá. Đặc trưng loa Mỹ, nó phủ ấm rất là ấm các bác ạ, giải cần nó ấm. Đó, nó lên cao nhưng mà không gắt. Đó, nên là vẫn có thể nói chuyện được, rất tuyệt vời các bác nhá. Đấy, quánh cứ dập dình nhưng mà nghe rất dễ chịu, hàng xóm nghe uỳnh. Hàng xóm đứng cạnh, ở bên cạnh nhà của mình ấy, cứ thấy uỳnh ở tường. Như thể sấm nhưng mà thực tế thì mình cũng đang mở rất là nhỏ đấy, bởi vì tiếng bass cái giải trầm uy lực nó xuống sâu nên là độ phủ âm nó rộng. Đó, các bác đi xa vẫn nghe rõ các bác nhá. Quá hay các bác ạ, bánh phề quá các bác. Cái giá thành sản phẩm này các bác. Hay quá các bác ạ, quánh tê luôn các bác nhá. 16 triệu này các bác, cộng với 5,4 này, cộng với 1,6 triệu cái vàng này. Đó 23 triệu tròn. Nếu các bác lấy một tay mic thì là thêm 600 nữa. Lấy hai tay mic thì thêm 1,2 triệu, hai tay mic đi cộng với 1,2 triệu này. Đó như vậy là 24.200. Nếu các bác lấy cả hai tay mic thì em lấy tròn cả một cặp mic và tất cả bộ này là 24 triệu tròn này các bác. Tuyệt vời các bác nhá. Đó, phải thật với các bác là đúng là bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn. Những sự lựa chọn tuyệt vời như này thì thật sự các bác là rất đáng đồng tiền các bác ạ. Rồi, xin kết thúc video đây. Xin kính chào các bác. Các bác nhu cầu lấy lẻ loa hay lấy âm ly hay lấy món gì thì nhắn tin cho em. Hiện tại ở nhà rất nhiều hàng các bác nhá. Những dòng âm ly vừa nghe vừa hát giá chỉ hơn 4 triệu, hơn 3 triệu rất nhiều các bác nhá. AX900 này các bác. Đấy, đánh AX900 hay lắm đấy các bác. Nghe phê quá các bác ạ. Thật sự là các bác.